Bực mình vì bị phạt thẻ đỏ, một cầu thủ của câu lạc bộ Vares đã tung cú đấm cực mạnh vào mặt trọng tài khiến ông này gục tại chỗ. Cụ thể, trong một pha tấn công ở biên, cầu thủ của Vares đã cho rằng đối thủ đã phạm lỗi với anh. Ngay lập tức, cầu thủ mang áo số 10 đã phản ứng bằng cách ném quả bóng về phía vị vua áo đen. Kết quả, trọng tài đã rút ra thẻ đỏ và đuổi cầu thủ này ra khỏi sân. Bực mình khi bị xử ép, cầu thủ Vares đã tung cú đấm thẳng vào mặt trọng tài. Mikazilo khiến ông gục xuống sàn ngay tức khắc. Trước khi bắt đầu xem clip, hãy nhớ nhấn subscribe để ủng hộ cho tụi mình nhé. Sự độc đáo và hài hước chính là thứ gia vị luôn xuất hiện trong bữa tiệc mang tên bóng đá, giúp cho môn thể thao vua ngày càng trở nên hấp dẫn và thu hút một lượng người hâm mộ đông đảo. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những tình huống độc lạ có 102 trong lịch sử túc cầu giáo các bạn nhé. Lên đường thôi. Các thủ môn thường được cho là không có cho mình tốc độ cao, nhưng trong trường hợp thế này, Rojas đã chứng minh quan điểm trên là không chính xác. Một cú nước rút ngoạn mục của thủ thành người Anh đã cứu Man City bàn thua trong gang tấc. Đỉnh cao của sự lầy lội và kỹ năng bào mòn thể lực cầu thủ thường hạng của vị huấn luyện viên này xứng đáng vô địch thiên hạ. Ném biên hộ luôn rồi, có được tính không cha nội? Rất là mất thời gian. À thì làm trọng tài nhiều rồi, lâu lâu cho đổi vai trò chút làm gì căng vậy. Cơ mà vị vua áo đen đây còn tự mình đưa bóng vào lưới, xong cũng tính luôn đấy là bàn thắng. Chắc chắn đội bóng bị thua sẽ phản ứng dữ dội rồi, nhưng trọng tài kiểu miễn phàn nàn, đen thì chịu nha. Chơi bóng dưới sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên nó khó khăn như vậy đấy. Dưới mặt sân đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, thanh niên số nhỏ dù đã vượt qua thủ môn và dứt điểm thành công, nhưng trái bóng vẫn lăn chậm rãi trước khung thành trống, từ từ giảm vận tốc, rồi sau đó là không vào luôn. Đá sân tuyết khó là thế, nhưng mà giới cầu thủ phải chơi dưới mặt sân ngập úng nước mới thấy đáng sợ hơn. Đấy các bác xem, có khác gì đi cày ruộng không? À lại còn như là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp nữa chứ, ảo thật đấy. Thibaut Courtois, thời kỳ đỉnh cao trong màu áo Chelsea là phải chiến như thế đấy các bác. Đối thủ tung 3 cú sút liên tiếp đe dọa khung thành, nhưng thủ môn người Bỉ từ chối hết. Như vậy đã đủ ngầu chưa mọi người? Gôn trống và khoảng cách chỉ có vài bước chân, thế thì có sút vào không anh em? Vào chứ, cửa mà bình thường là thế, nhưng ông thần số 40 này lại chọn cho mình lối đi riêng, đó là có pha xử lý rất cồng kềnh, rồi đưa bóng đi ra ngoài. Thế giới chắc mỗi mình anh làm được như vậy, hảo bỏ lỡ cơ hội. Lại thêm một lần nữa, vị vua áo đen can thiệp trực tiếp vào bàn thắng, nhưng lần này trọng tài lại sắm vai một siêu hậu vệ, cản phá thẳng cú sút vào gôn trống với sự lạnh lùng và thần thái ngút trời như vậy. Bác tài đúng là số 1 thế giới. Chúng ta lại có thêm một siêu phẩm cản phá nữa, và đó chính là một chú cuốn đầy quả cảm. Rồi bóng chưa lăn vào lưới thì tính bàn thắng sao được giờ? Thôi thì khó quá bỏ qua, làm lại thôi mấy anh giai ơi. Dù đã mắc sai lầm khi để bóng đẻ trứng, nhưng thủ thành Jan Sommer vẫn trở thành nhân vật chính với pha cứu nguy thần thánh ngay sau đó. Chỉ chạm được đúng một ngón tay vào bóng, nhưng như vậy là đủ để trái bóng không lăn hoàn toàn qua vạch vôi để chui vào lưới. Đỉnh của đỉnh anh ơi! Đừng trách ông anh số 22 suốt gôn trống cũng không thành bàn, ta hãy dành mọi lời khen ngợi cho sự quả cảm của người cản phá. Dùng cả thân mình để đỡ bóng thế này thì làm sao đối thủ có thể sút vào được đây bà con? 10 điểm cho chất lượng. Khung thành này bị ám thực rồi, chỉ trong một pha bóng mà trái banh đã đập vào xà ngang tới 3 lần liên tiếp.
Thôi thì định mệnh đã không cho đội bạn ghi bàn rồi, thì có cố mấy cũng không ăn thua đâu, ý trời. Lại thêm một siêu trung vệ bốn chân nữa có mặt trên sân, nhưng mà lần này thì anh bạn ấy lại không hoàn thành nhiệm vụ khi đỡ được có một quả xong giật mình chạy mất tiêu. Thế là đối thủ vẫn có bàn thắng như thường, chán chưa? Thời mà công nghệ VAR với goal line chưa áp dụng, bóng đá vẫn tồn tại tình huống dở khóc dở cười như này đây các bác. Rõ ràng Mata chưa đưa được bóng vào lưới, nhưng pha bóng quá lộn xộn khiến cho trọng tài xử thua oan Tottenham một bàn thắng, nghĩ lại mà vẫn thấy cay. Lionel Messi đã tái hiện lại bàn thắng bàn tay của Chúa một cách hoàn hảo nhất. Quả đúng là truyền nhân của cậu bé vàng Diego Maradona mà. Quả này chuẩn không trượt đi đâu được nha. Một trận đấu mà ông anh phản lưới tới tận 3 lần thì đội bóng cũng chịu thua luôn rồi đấy. Rồi chơi thế thì đồng đội gỡ sao được bây giờ, bóp tim chất lượng đấy men. Chỉ một chút xíu nữa thôi là Thiago Silva đã có thể tạo ra một siêu phẩm cú sút góc không độ đẳng cấp cho riêng mình. Tiếc rằng vị trọng tài biên với cặp mắt tinh tường đã xác định chuẩn xác bóng đã đi qua vạch vôi. Thế là không có bàn thắng nào được công nhận hết. Quá đáng tiếc cho cựu trung vệ PSG. Cú đánh đầu từ khoảng cách 53m xứng đáng lọt vào danh sách những bàn thắng bằng đầu vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Đúng là mấy anh ít tóc hay có chiêu thiết đầu công nguy hiểm thật. Vừa rồi là những tình huống độc đáo chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.